chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Lê Thảo Nhi hiện là cái tên gây nuối tiếc nhất lúc này. Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mới đây đã chính thức lên tiếng và cho biết vẫn chưa thể xác định được tương lai của Thảo Nhi tại đấu trường Miss Universe 2023. Sau khi Unicorp thông báo sẽ tạm ngừng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe khiến fan sắc đẹp hoang mang. Điều này có nghĩa Hoa hậu Ngọc Châu có thể là đại diện Việt Nam cuối cùng được Unicorp và Unimedia cử tham dự đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Bên cạnh đó, Á hậu Thảo Nhi Lê cũng bị nghi sẽ mất suất tham dự Miss Universe 2023. Giữa lúc dân tình còn đang bán tín bán nghi chưa rõ thực hư ra sao, cộng đồng fan sắc đẹp mới đây không khỏi xôn xao trước loạt ảnh được Thảo Nhi Lê đăng tải. Trong ảnh, nàng Á hậu bật khóc trong hậu trường một buổi phỏng vấn và tiết lộ bản thân xúc động trước một câu hỏi. Điều này khiến fan liên tục đặt nghi vấn liệu câu hỏi này có liên quan đến việc mất suất thi Miss Universe 2023 khiến Thảo Nhi Lê xúc động bật khóc hay không. Nếu việc Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi Miss Universe 2023, chắc chắn Miss Universe Việt Nam sẽ đứng trước làn sóng tẩy chay phẫn nộ của công chúng vì lấy nàng hậu ra làm chiêu trò câu tương tác. Bởi vừa qua, tài khoản chính thức mới của cuộc thi này đã ấn theo dõi Thảo Nhi Lê. Cô cũng là nàng hậu duy nhất đến nay được follow giữa ồn ào. Về phía đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trả lời truyền thông báo chí, ban tổ chức cho biết trong tương lai, nếu có cuộc thi sắc đẹp phù hợp và Thảo Nhi sẵn sàng tham gia, đơn vị chắc chắn tạo điều kiện. Đại diện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bày tỏ chưa có quyết định liên quan đến việc Á hậu Thảo Nhi Lê đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2023. Chúng tôi rất vui vì tình cảm mọi người dành cho Thảo Nhi cũng như trân trọng tài năng giá trị của cô ấy. Mọi thứ còn ở phía trước và chúng tôi hy vọng mọi người ủng hộ, tin tưởng Thảo Nhi tiếp tục tỏa sáng ở những lĩnh vực dự án cô ấy đang theo đuổi. Trong tương lai, nếu có cơ hội hoặc cuộc thi sắc đẹp phù hợp và Thảo Nhi sẵn sàng tham gia, chắc chắn chúng tôi tạo điều kiện, đồng hành cũng như hỗ trợ cô ấy, đại diện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết. Khi được hỏi về việc có tiếp tục dùng tên gọi Miss Universe Việt Nam như từ trước đến nay, đại diện truyền thông trả lời, từ trước đến giờ tên gọi chính thức của cuộc thi đều là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Về vấn đề thí sinh chiến thắng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từ năm nay trở đi sẽ đại diện thi những cuộc thi quốc tế nào? Đại diện ban tổ chức trả lời, chúng tôi sẽ có chiến lược dành riêng cho các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp sau khi tham gia cuộc thi. Việc đại diện Việt Nam tham gia những sân chơi sắc đẹp nào tiếp theo sẽ được chúng tôi cân nhắc lựa chọn với điều kiện cuộc thi đó phù hợp và các đại diện của chúng tôi đáp ứng được tiêu chí cuộc thi đó. Hiện mạng xã hội lan truyền thông tin bà Thúy Nga, tổng giám đốc Elite Việt Nam và Lan Khuê sẽ nắm bản quyền cử đại diện đi thi Miss Universe ở Việt Nam. Đặc biệt, trang Instagram mới lập của Miss Universe Việt Nam đã nhấn theo dõi Lan Khuê lẫn Thảo Nhi Lê. Điều đó khiến công chúng bàn tán Thảo Nhi Lê được đơn vị này cử đi thi Miss Universe 2023. Cũng trong ngày 20 tháng 2, trang chính thức của Miss Universe Việt Nam thông báo lễ ký kết và công bố đại diện đi thi sắp tới sẽ có sự tham gia của Hoa hậu lẫn hai Á hậu Miss Universe 2022 cùng tỷ phú Thái Lan Enza Krasutatip. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa thông báo thời gian, địa điểm và thông tin chi tiết. Trước đó, công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn Unicorp, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, thông báo tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Đơn vị này sẽ tiếp tục tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhưng người chiến thắng sẽ không được cử tham gia Miss Universe như những năm trước đó. Thông tin trên khiến người hâm mộ của Thảo Nhi Lê lo lắng. Khán giả cho rằng Thảo Nhi Lê mất cơ hội tham gia Miss Universe và tiếc nuối cho Á hậu.